Hello, chào tất cả các anh em đam mê bay chim ha. Hôm nay có anh em nào được nhiều không? Mình thì tối nay thất rồi anh em ơi. Được có con chích với con gà anh em ơi. Ngoài đây, đánh bài cũ nữa. Bên mình chim nó hình như là không có hay sao anh em ơi. Thấy anh em đánh có mà sao mà mình đánh nó không có luôn anh em. Tối ra được có con gà với con chích nè anh em ơi. Gà mái nữa chứ. Con gà mái với con chích nha nè. Những con cò, những con cao. Hồi hôm thổi ốc cao sáng đêm. Được con một anh em ơi. Đó, mình căng cái tay lưới đó lại đó anh em. Chim cò giờ thổi chán quá anh em ơi. Có anh em nào được nhiều không? Ví dụ anh em thấy anh em nhầm dùng anh em á thì thấy cũng thổi cũng khá là ổn anh em. Nhưng mà còn dùng mình sao mà mình thổi không có luôn anh em ơi. Năm nay là mình thổi không có luôn. Năm nay là năm tệ nhất luôn á trời. Hôm là trời quá trời đẹp luôn á. Gió chỉ gần gần sáng tới 1 2 giờ sáng gió tới sáng thôi. Chứ còn mà lúc đầu hôm là trời đẹp lắm. Mà chim đâm hồi lúc 8 9 giờ. Thấy đâm con mái tưởng đâu tối nay trúng rồi chứ ai ngờ thất nữa anh em ơi. Chim đi kỳ quá trời kỳ vậy. Thôi giờ mình gom đồ xong nè anh em coi nè. Máy móc gì tè le. Đánh 5-6 cái máy. Không có là không có. Rồi bây giờ đến đây kết thúc anh em ơi. Có anh em nào được nhiều thì mình lần phía bên dưới nói chuyện chơi nha anh em. Giờ mình đi về đó anh em ơi. Chán quá. Để tối nay ra thêm đêm nữa. Sao đây. Rồi chào anh em ha.